thắm đó. Đây. Cái này là bị u đang bao hoạt dịch. Lớp 6 à. Cái này chúng ta sẽ bấm huyệt nhé. Bấm nhẹ nhàng là chúng ta đừng gối đầu. Bệnh nhân này có cái thói quen là gối đầu à. Không sao đâu, để theo dõi thôi, xem bao lâu thì khỏi. To phết. Cái huyệt này dán thuốc rồi.